xôn xao vụ thầy giáo 53 tuổi đang có vợ, đính hôn với học trò cũ 21 tuổi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hình ảnh thân mật giữa người thầy giáo U60 đang có gia đình nhưng lại đính hôn với học trò cũ 21 tuổi. Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết về hình ảnh thân mật của ông NVT, 53 tuổi, và cô gái 21 tuổi, tên TPN, học trò cũ của ông T. Nguồn tin của phóng viên Dân Trí cho biết, ông T đã có vợ và hai con, nhưng ngày 1 tháng 12 năm 2019 đã làm lễ đính hôn với cô N. Những hình ảnh về lễ đính hôn, nhẫn cưới và những hình ảnh thân mật đều được đăng trên hai trang cá nhân có tên TPN và NVT. Được biết, ông NVT là giáo viên dạy ngữ văn và giáo dục công dân của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. Bà VTHD, giáo viên tại huyện Vũng Liêm vợ ông T cho biết, việc quan hệ ngoài luồng của chồng, tôi chỉ mới biết thời gian gần đây vì tôi không sử dụng mạng xã hội Facebook. Anh T có biểu hiện lạ là từ trước Tết Nguyên đán hay bỏ bê gia đình nên tôi làm đơn ly hôn gửi ra tòa. Sau đó anh T cũng đi khỏi nhà, không liên lạc được. Ngày 17 tháng 4 năm 2020, anh T đến ký đơn ly hôn rồi bỏ đi bạt tăm luôn. Tôi vô cùng bất ngờ trước thông tin anh T và cô gái kia tổ chức lễ đính hôn vào ngày 1 tháng 12 năm 2019. Bà D nói. Trao đổi với báo chí về sự việc trên, bà Trương Thanh Luận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long cho biết, Sở đang chỉ đạo trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long, nơi thầy NVT công tác, thực hiện xử lý đối với thầy. Sở đã chỉ đạo trường thực hiện đúng theo quy định, nếu nghỉ quá 7 ngày không có lý do thì mức xử lý đến buộc thôi việc. Hiện tại, trường đang làm theo quy trình, từng bước xử lý đúng theo quy định, bà Nhuận nói. Hãy để lại bình luận và đừng quên đăng ký rồi bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé.